Chào các bạn ha. Thì trong cái video này mình xin chia sẻ với tất cả các bạn một cái vấn đề rất là quan trọng cho những người làm YouTube. Đó chính là mình xin chia sẻ với tất cả các bạn cái kho chứa video, rồi ảnh cũng như là nhạc không bản quyền chúng ta có thể tải về để mà chúng ta ghép vào trong cái video clip của mình để chúng ta đăng lên YouTube mà không bị đánh bản quyền ha các bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu ha. Chúng ta mở trình duyệt Cốc Cốc. Rồi chúng ta vào cái địa chỉ ha. Đó là Bisabay nè. Ha, Bisabay. Thì nó sẽ ra hiện ra cái chỗ này, hình ảnh đẹp miễn phí gì này ha. Chúng ta sẽ chọn cái dòng này nè, cái trang nè www.bisabay.com nè các bạn. Rồi nó ra hình ảnh đẹp miễn phí nè. Thì đây chính là một cái trang web mà chúng ta có thể tải video và hình ảnh chất lượng cao về máy của mình để chúng ta có thể sử dụng nó làm cái nguyên liệu để chúng ta có thể cho ra những cái video rất là hay, hấp dẫn, đẹp, chất lượng mà không bị bản quyền đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta muốn tìm cái gì thì chúng ta gõ vào đây. Ha, bất cứ cái gì mình muốn tìm thì mình gõ vào, nó sẽ hiện ra. Ví dụ như là nhà đẹp. Rồi chúng ta bấm Enter ha. Rồi nó ra như thế. Bấm vô nhà đẹp nó ra bông. Thì là gì có nè các bạn. Nó có nhà này ha. Rồi đây là những cái ảnh chất lượng rất cao ha. Rất là cao, rất là mịn. Khi mà chúng ta xuất bản ra thì nó rất là chất lượng ha. Ảnh rất là đẹp. Mình có thể chọn video nè, ảnh hoặc là video thì hoàn toàn miễn phí ha, và không bị bản quyền ha các bạn. Đây là cái trang web rất là uy tín ha. Đấy, video ha, tất cả đều là video ha. Đây là video chất lượng 4K luôn nè. Đây là chất lượng được xem như là chất lượng tốt nhất hiện nay đó ha, 4K. Rồi các bạn chọn cái chủ đề nào mà nó liên quan đến cái video của mình thì mình chọn ha. Ví dụ như là hoa hồng nè, người hoa lãng mạn nè, mình click vào. Rồi mình cho nó chạy thử ha, để mình xem. Rồi đây mình có cái chất lượng này, mình click vào mình tìm chất lượng cao nhất ha, là Full HD 3.1 m ha, 1080p pixel. Rồi chúng ta ở đây chúng ta tải về nè ha, là khi mà mình đã thấy phù hợp rồi đó mình tải về ha, click vào tải miễn phí nè. Rồi mình chọn cái chất lượng tải ha, 1920x1080 đi cho nó cao một chút cho nó đẹp. Rồi tải về. Đây, nó đang tải về xong rồi ha, mình mở lên nè. Cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng ha, quá đẹp luôn. Rồi trở về. Thì cái trang Bisabay này là cái trang mà nó hoàn toàn miễn phí ha, nhắc lại ha, hoàn toàn miễn phí cho các bạn. Chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ cái chủ đề nào mà chúng ta thấy phù hợp với cái video mà chúng ta cần làm. Thì các bạn sẽ click vào chúng ta tìm và chúng ta tải về kể cả video cũng như là hình ảnh ha, vân vân. Rồi đó là cái cách thứ nhất. Mình vừa đã hướng dẫn cho tất cả mọi người xong cái ý đầu tiên, đó chính là cái
tải ảnh và video hoàn toàn miễn phí. Cái bước thứ hai là mình cần muốn giới thiệu với tất cả mọi người, đó là cái vấn đề âm thanh, tức là nhạc nền đó. Thì mình sẽ vào những cái trang web nào để mình tải nhạc mà nó hoàn toàn miễn phí, nó không bắt bản quyền mình ha. Thì đầu tiên chúng ta vào cái thư viện âm thanh của YouTube. Chúng ta vào kênh của chúng ta đi ha. Thì nhạc trong cái thư viện âm thanh của YouTube là nó hoàn toàn miễn phí và không thể nào bị bản quyền được, tại vì đó là của YouTube rồi. Chúng ta vào YouTube Studio ha, chúng ta tìm cái thư viện âm thanh chúng ta xem để chúng ta tải về. Rồi mình kéo xuống nè, ở đây thư viện âm thanh nè, click vào. Rồi trong này nó có rất là nhiều cái bài nhạc mà chúng ta có thể mở lên chúng ta nghe thử, xem cho nó phù hợp thì mình tải về ha. Đây chúng ta nghe thử nè. Rồi nếu mà các bạn thấy phù hợp với cái nội dung của video của mình cần làm thì chúng ta nhấn vào tải về. Tải xuống nè. Rồi cái thanh này nó có một số cái thư mục ha, chúng ta có thể xem. Như là về thể loại nè ha, rất nhiều thể loại. Mình nếu mà mình làm video thì mình xem cái video của mình thuộc thể loại nào mình để mình tải cho nó phù hợp, mình chọn cho nó nhanh á, chứ gì. Rồi tâm trạng nè ha, buồn, êm dịu và lãng mạn, rất là nhiều tâm trạng ha. Mình làm cái video về tâm trạng nào thì mình sẽ chọn những cái thư mục đó để cho nó phù hợp, cho nó nhanh. Rồi nhạc cụ nè, đều có đây, tất cả các nhạc cụ như là âm trầm, dây đàn gì đó, vân vân ha, guitar nè, kèn vân vân, organ nè ha. Thời lượng video nè, mình muốn chọn cái video của mình thời lượng bao lâu thì mình cứ chọn vào đây, trên 5 phút nữa ha, và thấp nhất là dưới 30 giây nè. Rồi một cái nữa là cái phần ghi công, thì thường mình sẽ chọn những cái video mà không bắt buộc ghi công ha, thì nó sẽ tốt hơn. Hoặc là mình chọn những cái video mình bắt buộc ghi công thì mình phải khi mà xuất bản video thì mình phải bắt buộc phải ghi công tác giả ha, tức là ghi cái phần ghi công của tác giả, đó là nhạc bắt buộc. Còn nếu như mình không ghi công thì sẽ không được ha, cái kênh mình, cái video của mình sẽ không được bật kính tiền. Thì mình sẽ chọn cái lĩnh vực nhạc mà không bắt buộc ghi công nè. Rồi ha, các bạn chọn. Thì đây chính là cái nơi thứ nhất để chúng ta chọn nhạc mà không bị bản quyền, để chúng ta ghép vào video, chúng ta xuất bản ra những video mà cho nó chất lượng, cho nó hay, cho nó hấp dẫn người xem, góp phần tăng cái lượt view cho cái kênh của mình ha, cũng như là trong nhanh chóng cho cái kênh của bạn và kiếm tiền. Rồi cái kho thứ hai, chúng ta vào cái địa chỉ này, chúng ta gõ cái từ là ncs đây, xuất hiện rồi ha, ncs. Đây là cái kho nhạc miễn phí thứ hai mà các bạn có thể tải về để chúng ta ghép vào cái video của mình ha, làm video. Đây là cái kho nhạc miễn phí thứ hai. Cầm xuống mình tìm, mình nghe rồi mình chọn thôi chứ không gì ha. Chúng ta nghe những cái bài hát nào nó hay, phù hợp với cái nội dung video của mình cần làm thì các bạn tải về. Nhưng mà với cái kho này đó thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải thực hiện cái thao tác này thì chúng ta mới tải về và chúng ta ghép vào cái video được, để cái video của mình bật được kiếm tiền thì mình bắt buộc phải làm cái bước này để cũng như là quảng bá cho cái kênh YouTube của họ đó, thì họ mới cho mình tải về và bật kiếm tiền ha. Còn không thì các bạn sẽ không bật kiếm tiền. Ví dụ chúng ta click vào cái video này đi, rồi các bạn xem ở dưới nè, phần mô tả nè, re-download nè, tức là mình được download miễn phí nè ha, re-download. Rồi cái dòng này là người ta họ để nè. Rồi để mình chọn cái video khác này.
Read a lot. Chọn khác đây, này không có từ đó. À, tức là họ kêu mình là phải chép cái đường link cái kênh của họ dán vào cái phần mô tả của mình đó, thì chúng ta mới được sử dụng cái video của họ ha. Một số cái video nó không có cái đường link. Đây nè, chúng ta chọn cái đường link này nè, chúng ta copy nè. À, chúng ta copy cái dòng này. Rồi chúng ta dán vào phần mô tả của cái video mình đang sử dụng đó. Thì như vậy thì họ mới cho mình bật kiếm tiền trong cái video mình đang phát ha. Còn nếu mình không chép cái phần mô tả này để mình dán vô cái phần mô tả của cái video của mình đó, thì cái video của bạn sẽ không được bật kiếm tiền ha, đó là bắt buộc. Thì đó là cái kho nhạc thứ hai ha. Rồi một cái số cái nhạc mà gọi là hiệu ứng nó rất là video đó thì mình có. À, nếu mình như là các bạn muốn cần thì mình sẽ gửi mail cho các bạn ha. Các bạn có thể comment cái địa chỉ mail của bạn dưới phần mô tả video này ha. Rồi mình sẽ thông qua cái mail đó mình sẽ gửi cho các bạn một số cái hiệu ứng rất là hay. Chúng ta có thể chèn vào video của mình đó. Đây. Ha, nó có ba cái tiêu mục hiệu ứng nè. Mình xem nè. À, đây là một số hiệu ứng mà những cái kênh lớn họ sử dụng trong cái video của họ đó. Rồi các bạn nghe nè. À, rất là hay. À, đây là một số cái hiệu ứng rất là hay ha. Rồi. Đây là một cái thứ mục thứ hai là cũng là các cái hiệu ứng. Rất là hay ha. Rồi, ta còn ba cái thứ mục. À, đây là ba cái. Thì cái này mình sẽ gửi cho các bạn thông qua cái đường địa chỉ mail của bạn comment dưới video. Để chúng ta có thể chọn những cái hiệu ứng này chúng ta ghép vào video cho nó hay, để cái phần thêm cho cái video chúng ta hấp dẫn và thu hút người xem hơn ha. Rồi, cái vấn đề mình chia sẻ hôm nay đây là hết ha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.